hello mọi người lại là mình Barry đây. Ờ, hôm nay mình sẽ luyện tập cái âm th trong cái chương trình học hỏi English pronunciation của thầy AJ ha. Thì phần này là cái phần mà chúng ta sẽ đọc một cái đoạn văn trong đó có chứa rất là nhiều câu có cái chữ uh, th. Nó nay sẽ giúp cho mình luyện tập được cái âm th này kỹ hơn và nó là một đoạn văn cho nên mình cũng có thể là uh, luyện tập được những cái chữ khác cũng như là hoàn thiện hơn cái phần phát âm của mình trong cái đoạn văn hoặc là câu dài ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện tập. Welcome to the training lesson. Ừ. Remember to follow the five-day method. Cái chỗ này thì AJ nói là chào mừng đến cái phần bài học thôi. Nó sẽ đi vào cái phần đoạn văn ngay lập tức ha. Thì mình sẽ nghe một câu của thầy AJ. Sau đó mình sẽ dừng lại và mình sẽ bắt trước và tập trung nhấn mạnh cái chữ TH ha. Let's begin. I'm thankful that I'm thoroughly training my mouth to speak English smoothly. Okay. I am thankful that I am thoroughly training my mouth to speak English smoothly Đó, mọi người thấy không? Thì nếu mà mình cảm thấy mình đọc không đúng chỗ nào Mình lại đọc lại một lần nữa thôi I am thankful that I am thoroughly training my mouth to speak English smoothly Đó, thì mình sẽ tập trung vào những cái chữ này ha Đó, những chữ này Đấy Tôi rất là biết ơn ha khi mà tôi đang triệt để, Thoroughly là triệt để, uh, training là luyện tập hay đào tạo gì đó ha, huh? my mouth cái miệng của mình để nói tiếng Anh một cách trôi chảy hơn đó. Tiếp theo. Although it's not always easy. Although is not always easy. Although is not always easy. Although, Although như mọi người cái âm th này là vibration, tức là mình phải rung cái cổ mà rung vào lưỡi, lưỡi ở giữa hai răng. Although, or, although, although, à, mặc dù is not always easy, mặc dù điều đó không có thể dễ dàng ha, không có dễ dàng gì hết. Tiếp theo. I breathe deeply when I speak. I breathe deeply when I speak. À, tiếp theo tôi đặt tôi thở sau khi tôi à, đọc ha. My throat relaxes and I feel strength throughout my body. Hay câu này. My throat relaxes and I feel strength throughout my body. À, mọi người nhớ ha. Throat relaxes. Cái cổ thì thả lỏng ra và tôi cảm thấy là, là rất là tràn đầy sức khỏe ha, xuyên thông qua trong xuyên suốt cái cơ thể ha câu tiếp theo Others think English is something difficult. Other others think English is something difficult. Mọi người á, những người khác thì nói rằng là, là nghĩ rằng ha à, tiếng Anh là cái gì đó rất là khó, nhưng mà không phải gì đâu. They are wrong. ờ à, mình nghe thấy dạy đọc mình sẽ bắt chước đọc lại. They are wrong. They are wrong. They, they, các bạn they chứ không là they hoặc là they, nha, các bạn. they are wrong. They are wrong. Like an athlete, I think positively. Got the tail. Like an athlete, like an athlete, I think positively. À. Athlete, cái chữ này Nghĩ, huh? tức cực, tức cực. Tức cực. Like an athlete athlete I think positively. Therefore I improve and grow healthier, wealthier and more successful. Therefore I improve and grow healthier, wealthier and more successful. do đó tôi cải thiện và phát triển khỏe khoắn hơn, uh, wealthier là có nhiều cái uh, tiền tài giàu sang hơn nên mình hiểu như vậy, uh, uh, and more successful và thành công hơn, wealthier là giàu sang hơn hả ta, hay là trù phú hơn gì đó mình không nhớ rõ lắm cái này. I thrive as I improve my pronunciation. câu tiếp theo ha. I thrive As I improve my pronunciation. À, tôi vươn lên, tôi phát triển lên để cải thiện. Cái từ này mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà không sao. Mình đang tập trung luyện tập phát âm thôi. À, I thrive as I improve my pronunciation. Tiếp theo, câu tiếp theo này. Although I know success takes time, I'm not bothered. Although I know success takes time, I'm not bothered. Uh, there will always be another challenge in life. But nothing scares me. There... There will always be another challenge in life, but nothing, nothing, nothing scares me. Đọc lại ha. There will always be another challenge in life, but nothing scares me. Mình đang luyện tập cho nên mình cứ tập kỹ và các bạn đừng có phải là ngại ngùng gì hết ha. Đọc đi lại được, đọc sao mà thấy đúng nhất có thể. Rồi, câu tiếp theo. I breathe. My mouth smiles. I breathe Các bạn thấy chữ này ha, cái này là I breathe chứ không phải là like breathe ha. Cái này là động từ cho nên nó là breathe. I breathe my mouth. Cái âm này là ts cầm nha các bạn, ts là soft nha các bạn chứ không phải là hard, không có vibrate. Ha? my mouth lè lưỡi ra giữa hai răng ha? hơi khom lại một chút. My mouth smiles. Ha. smiles. I feel thoroughly healthy and happy. I feel thoroughly healthy and happy. Đó, rất là nhiều chữ có th để chúng ta luyện tập luôn ha. I feel thoroughly thoroughly healthy and happy. Ha? Thoroughly là triệt để chúng tôi, tôi cảm thấy cực kỳ cũng được rất là à, khỏe khoắn và hạnh phúc. Câu câu cuối cùng ha. Hi. I'm succeeding and thriving through daily practice am succeeding and thriving through daily practice tôi uh, thành công và thriving Và vươn lên ha thông qua cái luyện tập hàng ngày ha. mình nghĩ cái từ thriving nghĩa là như vậy tại vì thực ra mình chưa có vô gì cái từ này hết nhưng mà mình nghĩ là trong cái tình huống này là như vậy ha. thì đây là một cái đoạn văn uh, rất là ngắn khoảng chừng mấy giây thôi chưa đến một phút để chúng ta có thể luyện tập và cái việc chúng ta luyện tập đó là rất là nhiều âm H ở đây nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái lưỡi của chúng ta ha thì cái phần video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn làm sao để cái âm nó sẽ như thế nào bởi thầy aj rồi thì bây giờ là cái phần đoạn văn chúng ta luyện tập thì cái phần này á mình sẽ luyện tập đi luyện tập lại khoảng chừng 5 đến 10 lần ha tức là mình nghe mình dừng sau đó mình đọc lại theo thầy aj và thầm mỗi là mình luyện tập xong các bạn cái lưỡi mình nó rất là mỏi cái miệng mình rất là mỏi và đó là hiện là mình đang đúng bởi vì cái cơ đó mình chưa có và mình đang luyện tập cho nên nó sẽ mỏi giống như các bạn đi tập gym vậy đó các bạn mới tập xong ngày hôm sau về các bạn thường sẽ mỏi cơ bị đau cơ thì cũng tương tự như mình tập cái âm này ha thì mình hy vọng là cái video này giúp cho các bạn nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like ha và có thể là chia sẻ cảm ơn mọi người rất là nhiều bye